nắm tay nè em ơi, em đi đâu đó, em đi đâu đó thì lúc mình phải làm sao? Dạ lúc đó mình chắc mình phải vòng buông ra, buông ra đồ nguyễn xứ hết mạnh lên rồi dùng cùi chỏ giật vô mặt. Và anh muốn nói cho tất cả mọi người ở đây biết rằng là chính du lịch kỳ thú phiên bản giải mã kỳ tài phát sóng 22:45 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.